Võ sư Lê Minh Hùng. Kính thưa quý vị phụ huynh, kính thưa khách mời và cùng toàn thể các bạn giáo sinh tham dự kỳ thi nâng cấp đai Võ Cổ Truyền khóa 3 năm 2019. Tôi xin đại diện cho ban tổ chức xin thông qua cái giới thiệu về cái thành phần ban giám khảo và khách mời cũng như là tiến hành cho kỳ thi nâng cấp đai thì được sự cho phép của giám đốc ký túc xá trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, được sự chấp thuận của chủ tịch liên đoàn Võ Cổ Truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Kỳ thi nâng cấp đai Võ Cổ Truyền khóa 3 năm 2019 được diễn ra vào lúc 18:30 tại sân dạy A ký túc xá trường Đại học Sư phạm. Sẽ tiến hành tổ chức nâng cấp đai cho các bạn môn sinh cấp 1 lên 2 và kiểm tra nội phái cho các bạn môn sinh hướng dẫn viên. Đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay và cũng là hội đồng, xin giới thiệu về hội đồng giám khảo. Xin trân trọng giới thiệu Võ sư Lê Minh Hùng, trưởng môn phái khu vực Tứ Hòa Đạo. Để là giám khảo 1, tôi Nguyễn Thế Bình, giám khảo 2 và huấn luyện viên Nguyễn Thị Thu Nga sẽ là giám khảo 3. Xin giới thiệu ban thư ký gồm có hai môn sinh. 1 là bà Nguyễn Thị Hương, trưởng ban thư ký. 2 là Trần Thị Hạnh, phó ban thư ký. Về đại biểu khách mời, xin trân trọng giới thiệu ông Đỗ Ngọc Linh, huấn luyện viên câu lạc bộ Võ Cổ Truyền Khu Tép. Xin trân trọng giới thiệu bà Tiêu Thúy Vân, đại biểu khách mời của buổi lễ ngày hôm nay. Và cùng với trên 30 thí sinh tham dự, đề nghị tay nhìn quân nhân chung. Để chuẩn bị cho khi chúng ta kiểm tra nghiêm túc, tôi xin có một số cái lưu ý là các bạn sẽ nghiêm túc, thực hiện nghiêm túc, không nói chuyện trong thi. Các bạn sẽ tự mình tập trước thi lên các bài giám khảo. Nghe lại chương trình này sẽ thay đổi so với trước. Nếu mà chúng ta không có bị gì cấp thì chúng ta thi theo trình tự. Còn nếu mà chúng ta có bị gì cấp thì có quyền đọc những bài giám khảo nào. Các bạn chú ý. Yeah.